Rồi bây giờ cô sẽ gửi cho các bạn cái phần từ vựng của trang 9. Từ thứ nhất, culture. Culture là nền văn hóa. Title là tựa đề. Consider. Consider là xem xét. Most. Most, hầu hết. The rest of the family, tức là những người còn lại của gia đình. Individual. Individual, tức là cá nhân. Relationship. Relationship, tức là mối quan hệ. According to, là dựa vào. Psychologist. Psychologist, là nhà tâm lý học. Realize. Realize. Realize là nhận ra. Enormous, khổng lồ. Benefit, lợi ích. Sociable, sociable, tức là dễ hòa nhập. Tend to, có xu hướng. Overall good people, tức là một người giỏi toàn diện. Contribute, tức là đóng góp vào. Vulnerable, dễ tổn thương. Illness, tức là sự đau ốm, bệnh tật. Divorce là sự ly hôn. Create, tạo ra. Positive là mang tính tích cực. Atmosphere là bầu không khí. Set good example, tức là tạo một cái ví dụ tốt, tạo một tấm gương tốt. Especially là đặc biệt. Critical, chỉ trích. Husband, người chồng. Wife, người vợ. Reason, lý do. Hard, khó khăn hoặc là vất vả. Sweep, quét. Busy, bận rộn. Bây giờ cô sẽ gửi cho các bạn cái bài dịch ở trang 9, bài đọc số 2. Ở nhiều nền văn hóa thì làm việc nhà được xem như là nhiệm vụ của phụ nữ. Người phụ nữ thường là người nội trợ và là người thường phải làm tất cả, hầu hết mọi công việc ở nhà, trong khi người bố thì là người trụ cột trong gia đình, người chịu trách nhiệm cho tài chính của gia đình. Tuy nhiên, thật là không tốt cho người mẹ khi tất cả những thành viên còn lại trong gia đình không giúp đỡ cô ấy. Khi gia đình chia sẻ công việc nhà thì nó cũng rất là tốt cho họ về khía cạnh cá nhân và cũng tốt cho cái mối quan hệ trong gia đình. Theo các nhà tâm lý học thì hầu hết mọi người không nhận ra được những cái lợi ích to lớn mà đến với gia đình khi những người chồng và những đứa con cùng chia sẻ công việc nhà. Những đứa trẻ mà chia sẻ công việc nhà với mẹ và bố của chúng thì sẽ thể hiện tốt hơn ở trường. Chúng sẽ trở nên dễ hòa nhập hơn và có những mối quan hệ tốt hơn với giáo viên và những người bạn. Chúng học được những kỹ năng tốt, chúng có trách nhiệm hơn và có xu hướng trở thành một người tốt toàn diện. Khi đàn ông chia sẻ công việc nhà thì họ có xu hướng là có mối quan hệ tốt hơn với vợ của họ. Phụ nữ thường cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà họ thấy chồng của họ làm công việc nhà, bởi vì điều đó nói lên rằng anh ấy quan tâm về tôi và anh ấy không muốn đổ hết tất cả các công việc nhà lên đầu tôi. Những người phụ nữ mà có chồng không gánh vác công việc nhà thì dễ bị bệnh, dễ bị tổn thương và bị bệnh và có xu hướng nghĩ nhiều hơn về việc ly hôn. Khi mọi người cùng làm việc nhà với nhau thì nó tạo ra một cái bầu không khí rất là tích cực cho gia đình và cũng tạo những tấm gương tốt cho những đứa trẻ. Điều này cũng đặc biệt đúng nếu như bố và mẹ có thể tìm cách làm việc ăn ý với nhau và không chỉ trích lẫn nhau.